Rất vui được chào đón quý khán thính giả quay trở lại với bản tin cập nhật mới nhất trên kênh Việt News của chúng tôi. Mến chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công. Quý vị thân mến, một thông tin vô cùng nóng liên quan đến tình hình Biển Đông, hừng hực mùi thuốc súng. Trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine và Trung Quốc càng gia tăng những hành động xâm chiếm vùng Biển Đông, theo tờ báo quốc tế đồng loạt đăng tin, vào tối qua tàu chiến của Mỹ đã xả 30 phát đạn về lũ tàu hải cảnh của Trung Quốc tại quần đảo Phú Lâm trực thuộc Hoàng Sa của Việt Nam. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Mỹ John Kirby, một tàu tuần duyên của Hoa Kỳ đã bán hàng chục phát súng vào thẳng nhiều tàu tấn công của Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Kirby cho biết trong một cuộc họp báo sau khi làm theo tất cả các quy trình thích hợp và được thiết lập, tàu USS tuần duyên Hoa Kỳ đã bắn khoảng 30 phút súng cảnh báo từ một hải pháo 30mm sau loạt bắn cảnh báo. Thứ hai, tàu tấn công nhanh và 3 chiếc từ vùng biển hải quân PLA đã cắt đứt liên lạc. Ông Gravy cho biết thêm rằng tất cả các tàu tiến công nhanh của dân quân biển Trung Quốc đều trang bị súng máy và tiến hành diễn tập không an toàn và không chuyên nghiệp, đe dọa đến sự an toàn của gần 6 tàu hải quân của Mỹ. Được biết rằng nhóm tàu của Mỹ bao gồm USS McCrory tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Ohio qua eo biển Malacca để tiến vào Biển Đông trong một cuộc tập trận chung với đồng minh, trong đó có Việt Nam. Đây là tuyến hàng hải quan trọng số 1 của thế giới. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng hai trong số 13 tàu dân quân biển của phía Trung Quốc đã tách ra khỏi nhóm lớn hơn, chuyển sang đối mặt với đội hình tàu chiến của Mỹ và tiếp cận tàu tuần duyên Hoa Kỳ. Tàu tuần tra ven biển từ phía sau với tốc độ cao với vũ khí, không được che đậy và có người lái. Trước khi nổ súng, thủy thủ đoàn tàu Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo đối với các tàu của phía Trung Quốc, bao gồm các thông điệp bằng bộ đàm tín hiệu âm thanh với 5 tiến độ ngắm từ còi tàu, nhưng cậy với số lượng đông đảo và chỉ cử chiến tuyến là ao nhà của mình biết. Dân quân biển Trung Quốc tỏ ra ngang ngược, không sợ trời, không sợ đất, để rồi sự nhẫn nhịn đã có giới hạn. Chiếc tàu chiến của Mỹ đã cho khai hỏa nhẹ nhàng một lúc 30 phát đạn, thiệt hại khiến hải quân của Trung Quốc chạy nhông, kèn như ông vỡ tổ không dám nhìn lại. Bỏ mặc hai xác tàu của đồng loại ở lại phía sau bốc cháy, nghi ngút không dám ứng cứu. Trong một thông tin liên quan, hải quân của phía Trung Quốc đã ngang ngược điều tàu sân bay và rất nhiều máy bay quân sự. Máy bay ném bom ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh, thách thức các nước trong khu vực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh vùng Biển Đông và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các vùng biển của một số nước trong khối ASEAN. Hơn nữa, Trung Quốc đã rất hung hăng và bành trướng khi đã bắn rơi một chiếc máy bay không người lái UAV mang nhãn hiệu Nevada 71 của hạm đội Thái Bình Dương. Dù trước đó ít giờ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mụ Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình và thân thiện. Thưa quý vị, chính vì vậy, để trả đũa cho hành động coi trời bằng vung trên của phía Trung Quốc, quân đội Hải quân Mỹ hôm qua đã quyết định cho phóng một lúc 3 quả tên lửa Tomahawk, uy lực cố gắng đầu đạn cỡ lớn bắn cháy 3 máy bay quân sự V-10 và trực thăng T-90 của Bắc Kinh, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Hành động của Mỹ ngay lập tức được rất nhiều nước trên thế giới hoan hô, tán dương, ủng hộ. Các nước nói rằng rất may có Mỹ ra tay để trừng trị phía Trung Quốc, nếu không Bắc Kinh sẽ làm loạn ở vùng biển này. Kính thưa quý vị, hiện tại thì phía Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về vụ 3 chiếc máy bay bị Hải quân Hoa Kỳ bắn rơi ngoài khơi Biển Đông. Có thể trong ít giờ tới lại chiêu trò cũ, Tập Cận Bình sẽ cho con mụ Hoa Xuân Oánh, cánh tay phải đắc lực của ông đứng ra khóc lóc trước cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ của Hoa Kỳ nói rằng sẽ liên tục ra tay bảo vệ các nước đồng minh và các đối tác của mình ở khu vực châu Á, cũng như tăng cường tập trận, tăng cường thêm nhiều tàu chiến cỡ lớn để dàn mặt Trung Quốc, không cho Bắc Kinh tác oai tác oái ở đây. Bởi vì chỉ có như vậy, vùng Biển Đông, vùng biển Hoa Đông, eo biển Đài Bắc và tình hình ở bãi đá Ba Đầu mới được ổn định. Có thể nói rằng trong thời gian gần đây nhất là sau thời gian dịch thế giới, đang tập trung toàn tính để phân phát vaccine virus corona, Trung Quốc phía Bắc Kinh lại tiếp tục tăng cường bành trướng, điều rất nhiều tàu chiến, máy bay, giàn khoan ra ngoài Biển Đông để uy hiếp các nước trong khu vực. Ở đây có đá Ba Đầu thuộc chủ quyền hàng hải quốc gia Việt Nam. Hành động của phía Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới. Phát biểu ở quê nhà bang Florida, cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nói rằng, các nước này hết sức cảnh giác đối với cả phía Trung Quốc trong giai đoạn này, bởi nếu như chúng ta chỉ cần sơ hở, mất cảnh giác thì phía Trung Quốc sẽ được đằng chân lên đằng đầu, khi đó tình hình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Hưởng ứng lời kêu gọi của cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, một đồng minh đắc lực của Mỹ trong khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO đã hành động, chính phủ của Pháp cho biết trong thời gian vừa qua, nghe tin chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất lộng hành ở khu vực Biển Đông. Ở đây là bành trướng bắt nạt tại bãi đá Ba Đầu thuộc quần đảo Hoàng Sa, nên hải quân của Pháp ngay lập tức điều động một hạm đội cực mạnh nhất nhì trên thế giới, điều 4 con tàu khu trục mang tên 180 quả tên lửa, dẫn đường
và 168 quả ngư lôi cùng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom ra Biển Đông để bảo vệ Việt Nam trước những mối đe dọa đến từ phía Trung Quốc. Và vào đêm ngày hôm qua, khi mà quân đội hải quân của Pháp đã có mặt ở khu vực, đã có màn đụng độ căng thẳng với cả hải quân của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã bất ngờ cho 218 tàu thuyền các loại mang theo vòi rồng để leo lên bao vây. Được biết, nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc còn phát loa phóng thanh, yêu cầu hạm đội của Hải quân Pháp di chuyển ra khỏi đá Ba Đầu và di chuyển ra phạm vi đường lưỡi bò của phía Trung Quốc. Nếu không, Hải quân Bắc Kinh sẽ cho phun vòi rồng và sẽ cho bắn đạn thật. Ngay lập tức, Hải quân của Pháp đã có màn đáp trả vô cùng kịch liệt và hai bên đã lao vào nhau như một trận sáp lá cả, không bên nào chịu nhường bên nào. Tuy nhiên, tàu chiến của Pháp đã cho tăng tốc và lao đi rất nhanh về bãi đá Ba Đầu để bảo vệ Việt Nam. Một vị tướng làm trong Bộ Quốc phòng của Pháp cho biết, ngay trong khi hạm đội của Hải quân Pháp lao nhanh về bãi đá Ba Đầu để bảo vệ bờ biển của phía Việt Nam, trước những mối đe dọa đến từ phía Trung Quốc thì Hải quân của Bắc Kinh đã cho dàn trận một loạt các tàu chiến và máy bay, cho tăng tốc để lao lên đòi trận đầu Hải quân Pháp và đứng trước tình thế cam go cấp bách kể trên. Một chỉ huy trong hạm đội hải quân của Pháp đã phát động cho thủy thủ đoàn và binh lính cho phóng một quả tên lửa để thị uy, nhưng hải quân của phía Trung Quốc vẫn tiếp tục cho bám đuôi, đuổi theo và ngay lập tức Pháp quyết định cho phóng tên lửa bắn cháy một chiếc máy bay trinh sát của hải quân Trung Quốc để cảnh báo và ngay lập tức máy bay trinh sát của phía Trung Quốc đã trúng tên lửa của hải quân Pháp, khiến cho nó nổ tung trên bầu trời Biển Đông. Và khi bị trúng tên lửa bắn cháy thì số máy bay còn lại và tàu chiến của Trung Quốc đã sợ chạy tán loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Một số còn lại thì đã cho tăng tốc về đảo Phú Lâm, nơi mà Trung Quốc đã cướp được từ của Việt Nam. Kính thưa quý vị, trận chiến ngày hôm qua trên Biển Đông được cho là vô cùng cam go và khốc liệt. Vào đầu tuần trước thì Mỹ đã ra tay với phía Trung Quốc, Nga cũng ra tay, Nhật cũng ra tay bảo vệ Việt Nam. Nhưng dường như tàu chiến và máy bay của phía Trung Quốc vẫn đang án ngữ ở ngoài Biển Đông. Để bất chấp các nước khác trên thế giới, phía Trung Quốc làm như thế là không thể dung tha và chấp nhận được. Đứng trước tình cảnh đó, Pháp hôm qua đã có mặt và Pháp là một trong những hạm đội hải quân lớn mạnh nhất nhì trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga. Tổng thống Pháp cho biết Pháp rất coi trọng Việt Nam, một đối tác chiến lược toàn diện ở khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian vừa qua, nghe tin Trung Quốc đang bắt nạt và lộng hành bành trướng tại bãi đá Ba Đầu, Vấp ngay lập tức đã có mặt để bảo vệ việc làm của Pháp. Đó là vô cùng cứng rắn và đối với Trung Quốc được cộng đồng thế giới hoan nghênh, tán dương và ủng hộ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc cho biết, ngay sau khi nghe tin máy bay trinh sát của mình bị bắn cháy dữ dội ở ngoài Biển Đông, giáp bãi đá Ba Đầu tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, chính quyền ông Tập Cận Bình đã vô cùng tức giận và ngay trong đêm nay, ngày hôm qua, họ đã cho tiến hành một cuộc họp online cấp rút tại thủ đô Bắc Kinh. Thanh trần cuộc họp gồm có ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường và Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, cùng rất nhiều các quan chức cấp cao trong đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Và được biết, cuộc họp đêm ngày hôm qua kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ. Trung Quốc đang lên kế hoạch đấy chứ trả đũa Pháp và chắc chắn trong thời gian tới, vùng Biển Đông sẽ vô cùng nóng bỏng và dậy sóng. Kính thưa quý vị, Pháp là một trong những nền kinh tế phát triển bậc nhất ở khu vực châu Á. Pháp cũng đang là một trong những nước mà có mối quan hệ rất tốt đẹp với Việt Nam. Tổng thống Pháp ông Macron cho biết Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời bởi vì trong thời gian vừa qua, ông nghe tin trên mạng xã hội thấy rằng Việt Nam là một quốc gia phòng chống Covid tốt nhất thế giới. Chính vì vậy mà đợt dịch số 1, số 2, số 3 Việt Nam đã dập rất nhanh và hiện tại cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường. Pháp rất tôn trọng và coi đây là một bài học sâu sắc cho nước Pháp bởi nước Pháp trong những ngày vừa qua hàng ngày có tới 30-40-50 ngàn ca nhiễm trên một ngày bởi biến chủng COVID-19 đang lan rộng. Tổng thống Pháp Macron đã ban hành một công điện khẩn cấp, đó là tất cả các trường học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí cả đại học trên cả nước Pháp cũng phải nghỉ học. Tổng thống Pháp Macron còn cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước Pháp vô cùng phức tạp và căng thẳng bởi các bệnh viện tại Pháp và một số thành phố lớn như thủ đô Paris đã bị quá tải. Người dân đang bị nhiễm chủng rất nhanh. Chính vì vậy mà Pháp ra công điện mọi người nên ở trong nhà và không nên tụ tập ở những nơi đông người. Trong bối cảnh dịch bệnh, COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh tại Liên minh châu Âu, đặc biệt là ở Pháp thì Pháp vẫn điều một hạm đội hải quân hùng mạnh tới Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng Pháp đang rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp đối với cả Việt Nam, là việc hợp tác với cả Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Triều Tiên, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga được cả cộng đồng thế giới. Còn nếu như chơi với cả phía Trung Quốc thì không khác gì chơi với con dao hai lưỡi. Chính vì vậy mà nhiều nước trên thế giới trong thời gian vừa qua đã đưa ra tuyên bố cắt đứt mối quan hệ đối với Bắc Kinh. Thậm chí có những nước nói rằng từ nay sẽ không chơi với cả chính quyền ông Tập Cận Bình nữa. Điển hình là Triều Tiên, ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo tuổi trẻ tài ba.
Ông đã lên tiếng nói rằng Triều Tiên không còn mối quan hệ dây dưa nào đối với Bắc Kinh nữa, bởi Bình Nhưỡng cho biết trong thời gian vừa qua, giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang có mối thù sâu sắc bởi quân lính của Trung Quốc liên tục đòi xâm chiếm dãy núi Rồng Vàng của Triều Tiên. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã lên tiếng và sẽ không quan hệ với Bắc Kinh nữa. Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục đòi xâm chiếm quần đảo Senkaku, một trong những quần đảo hợp danh hợp pháp và hoàn toàn thuộc về lãnh thổ của Tokyo. Nhưng phía Trung Quốc lại cứ muốn đòi chiếm đóng. Điều đó cho thấy rằng tất cả các nước trên thế giới đều quay lưng lại đối với Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, ngoài báo quốc tế, tờ báo Tokyo của Nhật Bản thì hôm nay, tờ báo Hồng Kông cho hay Trung Quốc có biên giới ráp danh với cả 14 nước láng giềng như Myanmar, Việt Nam, Lào, Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và có rất nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, 14 năm vừa qua, Trung Quốc đã đi gây hấn và bành trướng tới 13 nước. Chỉ có một nước duy nhất Trung Quốc không chiếm đóng là Pakistan, bởi vì Trung Quốc nhận ra Pakistan là anh em kết nghĩa. Nghe tới đây, chắc chắn có nhiều cái dây đặt ra câu hỏi rằng, tại sao Trung Quốc lại không xâm chiếm Pakistan? Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và có lý do chính đáng của nó. Trung Quốc không xâm chiếm Pakistan và nhận Pakistan là người anh em, nhưng Pakistan lại phải cung cấp cho Trung Quốc rất nhiều những lô đất đẹp và có vị trí chính trị cực kỳ thuận lợi. Thậm chí vào năm 2016, Pakistan phải cung ứng cho Trung Quốc 3 mỏ dầu quý hiếm. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc là một quốc gia truyền tính toán lợi nhuận, đặt lợi ích Bắc Kinh lên hàng đầu. Nếu như nước nào không cung phụng Trung Quốc thì sẽ bị Trung Quốc ủ mưu xâm chiếm. Kính thưa quý vị, đứng trước tình cảnh mà Trung Quốc liên tục bành trướng, tất cả mọi nơi, thế giới nói rằng trong các nước phải nên cảnh giác và đề phòng trong thời gian này. Bởi thời gian khi mà Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump vừa rời Nhà Trắng, ông Biden lên tiếp quản đã làm cho Trung Quốc vô cùng lộng hành. Chúng ta còn nhớ khi ông Trump còn giữ cương vị làm Tổng thống Mỹ và điều hành Nhà Trắng thì Trung Quốc không dám ho he, thậm chí là phải im hơi lặng tiếng trước những đòn giáng thuế, quan cực mạnh của ông Trump. Nhưng từ khi ông Biden bước chân vào Nhà Trắng hôm ngày 20 tháng 1 năm 2021, thế là Trung Quốc bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của mình. Đó là một nước chuyên đi gây hấn, bóc lột và cướp bóc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tại khu vực bãi đá Ba Đầu, nơi mà Trung Quốc đang tập kết cho hơn 200 tàu thuyền, các loại mang theo vũ khí hung tợn tới nơi này, thì tất cả các nước trên thế giới đã ra tay giúp đỡ Việt Nam. Điều đó, Việt Nam xin chân thành cảm ơn rằng sau khi cộng đồng thế giới lên tiếng sau khi bị nhiều nước chỉ trích và lên án, Trung Quốc sẽ cho rút tàu thuyền ra khỏi bãi đá Ba Đầu của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và liên quan đến tình hình tàu thuyền của phía Trung Quốc đang lởn vởn ở khu vực Biển Đông ở Indonesia, Philippines, Malaysia và Myanmar, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị những thông tin mới nhất và chính xác nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe kênh Việt News của chúng tôi.